có nhiều chuyến bay đã bị mắc kẹt tại phi trường John Wayne Airport vì cúp điện tại mạng nam của tiểu bang California. Thưa quý vị, khoảng 28.000 gia đình cư ngụ tại mạng nam tiểu bang California đã phải sống trong cảnh cúp điện, trong khi tất cả các chuyến bay ở phi trường John Wayne Airport đã bị trì hoãn trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, sang đến tận 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một trận hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy phát điện ở thành phố Irvine, buộc giới chức trách phải ra lệnh di tản một số cư dân đến nơi an toàn. Một vụ cúp điện tương tự cũng đã xảy ra tại Los Angeles, khiến cho 12.000 nhà dân đã bị ảnh hưởng ở hai khu vực là Westwood và Southdale. Giao thông trong vùng cũng đã bị trì hoãn vì đèn đường chớp nháy lộn xộn. Hành lý ở phi trường cũng đã bị tồn động vì máy móc không thể hoạt động như bình thường.